Nghĩa đường này không làm bạn ngập gì mà nghĩa. Bên mông nước. Làm sao anh? À, nước ngập á, nước lên á. Nó ngập vô cái sàn đó đó anh. À, nghĩa là nếu mà không làm là nó ngập giống vậy. Dạ. Yeah. Đây là đoạn. Hết chưa anh hả? Mình làm tới đoạn đằng đó xong rồi nói tiếp từ đằng kia. Dạ. Yeah. Còn đoạn nữa. Đoạn của mình làm. Quay bên kia ở đâu đây em? Quay ngược lại á. Cho mọi người xem con đường số 11 tại Bến Tre. Hôm nay Nghĩa đi khánh thành con đường ở đây đó. Bến Tre xứ dừa ha. Đây. Mọi người nãy giờ khánh thành xong rồi, làm lễ cắt băng xong rồi. Gắn cái nơ lên đó. Đó, có người gắn nơ lên nè. Qua đi khà, hôm nay là khánh thành thà. Khánh thành đường nè. Ôi cái ghê. Có gì kiểu Thái. Con đường nè. Đây. Anh Vũ. Alo. Người giới thiệu. Để biết khu vực này mà làm. Nãy giờ đã làm lễ xong rồi, cắt băng xong rồi. Bây giờ đang đi trên con đường giống như để mình xem. Xin chào các bạn nha. Sáng nay thì chúng ta đã khánh thành con đường số 11 ở Bến Tre. Ở đây là gì, xã gì? Xã Tường Đa, huyện gì anh? Xã Tường Đa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Còn con đường số 12 thì chúng ta làm ở Sóc Trăng. Cũng xong rồi đó, mà chưa có thời gian về để mà khánh thành thôi. Mình đi ngang đây những cái khu vực mà ngập nước. Nói rằng nếu như mà không làm con đường này thì chắc chắn là nước nó sẽ ngập lên rất là lầy lội. Đó. Làm con đường này bà con đi rất là tiện. Vừa đi xe máy được và cái đường này xe hơi vào cũng được. Hơi hẹp một chút xíu nhưng mà xe hơi vào cũng được. Đẹp ha. Đây mọi người nhìn xem con đường này. Ủa mắt gì đâu mà mừng rồi. Vụ gì? À, quay hình nữa hả? Quay xong chưa ba? Này cứ mỗi người một cây cầu vậy á hàng. Ừ. Đây. Chào mọi người nha. Nghĩa đang đi trên con đường này để xem coi con đường như thế nào. Thì con đường rộng đẹp. Ngang 2 mét phải không anh Vũ? Ngang 2 mét. Đó mọi người trong xã ủy ban này cũng đang đi theo chúng ta để coi con đường. Hello mọi người nha. Chào các bạn nè. Con đường rộng đẹp ha. Đường này ở xã Tường Đa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Nãy mọi người đã làm lễ cắt băng khánh thành rồi tất cả mọi cái xong hết rồi. Lát trưa về Nghĩa sẽ gửi hình lên cho mọi người xem ha. Trưa về sẽ gửi hình cho mọi người xem. Còn giờ thì đang cho mọi người xem thực tế. Đó, đoạn đường mà chúng ta đã góp phần làm cùng với bà con nhân dân địa phương. Này. Vinh danh. Trời ơi. Đây mọi người.
đường số 11 do MC Thiện Nghĩa và Quỹ An Vui tài trợ cùng nhân dân địa phương đóng góp. Này đường này hẳn mình làm. Cho mọi người xem này ha. Đây là tài khoản An Vui của chúng ta làm con đường này. Đường đẹp ha. Bánh tre. Gì đó con. Hôm nay thì đi cùng với Phát đây. Đây mấy bạn chó Bến Tre ra đón đây. Hello, hello mọi người đi con. Hello mấy bạn. Mấy bạn chó Bến Tre rất là hiếu khách luôn nghe mọi người. Đây rồi. Chó Bến Tre nó sủa rất là lạ luôn. Thôi mình vòng lại đi. Đó mình đi mình để mình biết cái con đường mình làm như thế nào thôi. Giờ mình vòng lại. Chụp tấm hình ở đây không? Anh bấm giùm em tấm hình ở đây đi. Chào các bạn nha. Chào các bạn. Chiều nay Nghĩa sẽ gửi hình lên cho mọi người xem. Vô chụp tấm hình đây một cái. Lấy điện thoại của Phát chụp đi. Dạ. Vô chụp hình cái. Nó thợ chụp hình cầm cái bông bụp đó chịu nổi không? Hay chưa? Đó, mọi người nha, thợ chụp hình cầm cái bông bụp đó. Thì chưa? Vũ trẻ hoài vậy trời. Chứ sao mà anh ốm hơn Nghĩa được? Yên tâm, anh mập hơn chắc rồi. Trời ơi, chụp sao mà để anh mập hơn em mới khó chứ. Chứ chụp mà để anh ốm hơn em bao giờ mà không được. Chụp sao mà em thấp hơn Nghĩa? Đây, nhân vật này là nhân vật cũng là thường xuyên phụ giúp cho Nghĩa các công trình ở Bến Tre. Rồi. Mọi người ơi, đây là cũng nhân vật mà cho Nghĩa mượn cái vườn để trồng thuốc nam đó. Đó, anh bạn này nè. Đó, sáng nay mới vừa xuống đây là đưa Nghĩa nguyên một cái bao tải là đinh lăng á. Đinh lăng thu hoạch được. Anh với Nghĩa với Phát. Rồi, bạn này mình chưa chụp nè. Hôm nay Nghĩa sẽ có một cái bao đinh lăng rất là lớn, Nghĩa mang về Sài Gòn. Cho nên là ở đâu mà có phòng khám đông y từ thiện, chùa nào có thì Nghĩa sẽ gửi đến. Chụp nha. Cho cái điểm nhấn. Anh cứ bấm lên thả là tự chụp. Dạ. Ghi quá. Rồi qua video. Ghi quá. Các bạn biết ở đâu mà phòng khám từ thiện nào mà cần đinh lăng á, thì Nghĩa sẽ gửi đến. Nghĩa mới xuống Bến Tre là được thu hoạch một bao tải luôn rồi đó. Đó là do cái anh bạn này giúp cho Nghĩa. Địa chỉ nào anh? Chùa mà là từ thiện thuốc nam á. À hình như đó đó. Đó là hình như em gửi đến đó hay sao đó. Tại em không có gửi, em nhờ trợ lý của em gửi. Anh Nghĩa yêu ơi. Rồi chào các bạn. Tối nay khoảng 7 giờ tối Nghĩa sẽ có một cái livestream ngắn ngắn với mọi người nữa nha. Tối nay 7 giờ mọi người đón xem. Ai lúc 7 giờ tối nay mà không có đi làm gì thì xem nghe livestream ha. Chia sẻ nói chuyện với mọi người một chút thôi, khoảng 45 phút thôi ha. Tối nay. Còn bây giờ thì Nghĩa với mọi người sẽ quay trở về là quỹ ban. Này. Đây. Hôm nay đi với bạn này, cái bạn mà ngủ trên xe đó. Ủa chỉ chị Lê Giang chưa? Chỉ chị Lê Giang được chưa? Chưa. Không biết chị Lê Giang có đang đây không?
Ok, thôi cảm ơn mọi người nhiều nha. Cho mọi người xem hình ảnh con đường như vậy thôi. Rồi trưa nay Nghĩa sẽ post hình chụp lên. Giờ thì Nghĩa sẽ cùng với mọi người về Quý Bang đây. Rồi, bye bye mọi người. Chúc mọi người một ngày Chủ nhật vui vẻ. Nói gì không? À, lâu về Việt Nam quên tiếng Việt rồi. Biết nói tiếng gì? Tiếng Thái hả? Tiếng Thái. Sao mà cứ phải đẩy điện thoại xa xa hoài vậy? Cho mặt nó nhỏ lại. Bộ không tự tin chứ sao? Sợ mặt bự hay sao mà cứ phải đẩy quá rồi. Mặt như heo. Đây nè. Chạy. Chạy chấu ống kính. Rồi bye bye mọi người nha. Chúc mọi người một ngày Chủ nhật vui vẻ.